hai hộp được không, tôm nhiều không, hai hộp? Dạ. Dạ không, cũng 25 mà, nhưng mà giật đồ lại chút xíu, bình thường rồi. Rồi, vậy là đủ thứ 30 em nha. Hộp chả 25. Hai hộp được không nhiều. Tốt con đi luôn. Rồi học cũng thứ hơn 30 rồi, hai chồng nó cũng rồi. Alo. Rồi, thôi thôi có hộp cơm phải không? Rồi, thôi lấy con. Con bị chả nghe luôn. Rồi, rồi nghe. Rồi qua tại hết canh, quên hết canh. Có 30 đầy đủ không? Rồi em gửi. Ai mới gọi cơm hả? Dạ em bán cơm tấm sườn bì chả trứng 25k đó anh chị, bán khu vực Bình Đức Trung An thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Sườn không thì 20, sườn chả thì 22, sườn bì thì 22, sườn trứng 22, 4 món thì 25 á cả nhà. Rất mong cả nhà xem ủng hộ hai đứa em, chúc cả nhà ngày chủ nhật may mắn bình an ha. Hết tiền chú ơi, 475 ngàn. Em có 33 hộp sườn nữa đó nha. Là ngang chỗ bà Thu bán tập quá, nhỏ bán bông á. Xích đẳng nữa. Nước bóng cay không? Diện hả? Cái chỗ cái thằng mà 25k cho 4 món sườn bì chả trứng đó anh chị, em bán khu Bình Đức Trung An thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Rất mong anh chị xem ủng hộ hai đứa em nha. Sườn không thì 20, sườn chả 2, sườn bì 2, sườn trứng 2, ba gọi thì cũng vậy đó anh chị ơi. Chúc anh chị ngày mới sức khỏe.